Thành công có phương pháp, thất bại có nguyên nhân. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bí quyết kinh doanh thành công của mình cho các bạn nhé. Bill Gates năm 2007 có nói một câu rằng trong 5 đến 10 năm tới, nếu bạn không kinh doanh online thì tốt nhất bạn đừng kinh doanh gì nữa cả. Vậy, kinh doanh online khó hay dễ? Vấn đề đầu tiên của kinh doanh online chính là tìm được một sản phẩm uy tín và có chất lượng. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều mỹ phẩm, nhưng chỉ chọn kinh doanh mỹ phẩm chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc, được bán tại các hãng hàng không quốc tế, tàu du lịch hạng sang, các trung tâm thương mại lớn và các trang online uy tín. Sản phẩm Skin Addict rất hot nên được nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc cũng như các bạn trẻ châu Á ưa chuộng. Chỉ cần bỏ ra số vốn vài triệu là bạn đã có thể kinh doanh mỹ phẩm Skin Addict rồi. Khi kinh doanh Skin Addict, bạn sẽ được hỗ trợ hàng ngàn bài đăng quảng cáo chuyên nghiệp. Bạn chỉ cần copy xong thay số điện thoại của mình vào là đã có thể ok rồi. Đăng cả năm cũng không hết nữa đó nha. Được gửi link tải video, hàng trăm video HD của các diễn viên, ca sĩ, người mẫu, hot girl và khách hàng mặc mộc test sản phẩm Skin Addict. Được gửi link kho hình banner, avatar, cover, thiết kế chuyên nghiệp. Đặc biệt, được gửi tài liệu và hướng dẫn trực tiếp tất cả những bí quyết kinh doanh online và chạy quảng cáo hiệu quả nhất hiện nay trên Facebook. Chỉ một tuần là có thể bán lẻ và tuyển sĩ trên Fanpage và Facebook hiệu quả rồi. Từ khi kinh doanh mỹ phẩm Skin Addict thì da mình ngày càng đẹp lên, mình kiếm được nhiều tiền và còn thoải mái mua sắm. Thế các bạn thì sao? Hãy để lại số điện thoại để mình alo tư vấn chi tiết và gửi tài liệu đầy đủ qua cho các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.